có chuyện gì không anh? Em chào anh. Anh có phải anh Phi Long không ạ? À vâng. Anh nhận giúp em hộp quà. Cái này là... Người gửi có nhắn là đưa trực tiếp cho anh và dặn là anh phải mở quà trước mặt vợ thì nó mới ý nghĩa. Vậy tôi cảm ơn anh nhé. Em xin phép ạ. Ai đấy anh? Shipper em ạ. Mời em ra đây nhờ tí. Vâng ạ. Anh mua quà tặng em à? Không, không phải của anh. Hình như đây là quà của công ty em đấy. Mà người ta còn bảo là anh phải mở trước mặt em thì mới có ý nghĩa cơ. Lạ nhở. Để anh xem nào. Hãy tập hài lòng với những thứ mình đang có, chứ đừng dòm ngó những thứ trời không cho. Phận làm công ăn lương thì sống cho đúng, chứ đừng sống chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như thế. Thương em trà xanh, vợ xếp thân gửi. Cái gì đây? Cái này là thế nào? Anh nghe em giải thích đã. Chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh ăn táo đi. Táo ngọt lắm ạ. Em cứ để đấy, lát anh ăn. Anh sao thế? Anh không được khỏe à? À, anh không sao. Chỉ là dạo này công việc nhiều quá nên mệt thôi. Nếu anh mệt thì sắp xếp công việc rồi nghỉ ngơi một vài ngày đi. Chuyện công ty để em lo cho. Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em nhé. Thôi, anh vào chuẩn bị đi làm đây. Anh ấy vất vả quá rồi. Mình phải đến công ty xem có giúp được gì cho anh ấy không. Lúc anh ấy mệt mỏi, massage nhẹ nhàng chắc chắn sẽ giúp anh ấy thư giãn và thoải mái hơn. Hôm nay bóp hơi khác nhé. Hôm nay bóp hơi khác. Chẳng lẽ anh ấy còn có ai bóp đầu cho nữa à? Anh Cải. Vợ. Em vào đây làm gì? À, bản dự án hôm trước em đã làm xong rồi ạ. Em gửi link cho anh rồi. Anh xem có phần nào chơi được thì báo lại em để em làm lại ạ. Cô đi ra ngoài đi. Có vấn đề gì tôi gọi. Dạ vâng, em xin phép ạ. Vợ, em đến sao không báo anh trước? Dạo này em thấy công việc của anh bận rộn quá, thế nên em đến công ty để xem anh thế nào. Thì đấy, công việc bận rộn nên hôm nào anh cũng về muộn đấy. Mà anh, sao vừa rồi anh nói hôm nay em bốc hơi khác? Thì trước đây em cũng hay massage cho anh. Lúc đấy em massage nhẹ, hôm nay hơi nặng nên anh thấy hơi khác. Vậy à? À, mà em chờ anh chút, rồi anh đưa em đi ăn. Vâng ạ. Sao hôm nay anh ấy lạ thế nhỉ? Alo, chuyện tôi nhờ cô hôm trước thế nào rồi? Dạ, em nghe mọi người trong công ty nói dạo gần đây giám đốc hay đi gặp đối tác bàn việc với chị Nhung lắm. Có khi đi xuyên trưa luôn chị ạ. Sao? Đi cả buổi trưa luôn á? Vâng ạ. Hình như sếp coi trọng chị Nhung lắm. Mà chị Nhung cũng làm được việc ạ. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Vợ, em làm sao mà thẫn thờ như người mất hồn thế? Không có gì. Mà chồng này, em nghe nói dạo này anh rất tín nhiệm cô Nhung đúng không? Sao? Có chuyện gì vậy vợ? Cô Nhung làm việc rất tốt, lại có chuyên môn cao nữa. Dạo này có tin đồn là chồng rất hay đi cùng cô Nhung. Mà nhân viên kiểu gì, sao ăn mặc thiếu vải thế? Em lại nghe linh tinh, rồi nghi ngờ anh đúng không? Thì cũng một chút.
Thôi, em nghi ngờ anh làm gì? Anh còn đang đau đầu với bao nhiêu công việc ở công ty đây. Hơi đâu mà quan tâm đến mấy cái chuyện vớ vẩn đấy. Mà này, Nhung có chồng rồi đấy. Em nói như thế là không được đâu nhá. Người ta đang rất hạnh phúc đấy. Anh cũng gặp chồng của cô ấy rồi. Chồng của cô ấy á, cũng chiều cô ấy như là anh chiều em ấy. Này, anh có ý gì đấy? À thì, chuyện đấy này. Ai vậy anh? À, đối tác công ty anh ấy mà. Alo, anh đây. Em cứ sợ vợ anh phát hiện ra cơ. May mà không sao. Không có, chồng em mà biết là không để yên đâu. Anh ấy là võ sư đấy. Ui giời, biết thế nào được. Mà vợ anh á, chỉ nịnh vài câu là ok hết mà. Anh lại chiều chị ta như chiều em chứ gì. Em ghen đấy nhá, ghét. Ui, được rồi. Em là nhất, tí nữa gặp anh bù cho nhá. Bữa đấy nhá, phải bù em gấp đôi vợ anh đấy. Chỗ khách sạn cũ nhá. Ok em yêu, thế nhá. Hai người được lắm. Thích qua mặt tôi chứ gì. Vậy thì đừng trách tôi ác. Vợ ơi, anh phải đi gặp đối tác luôn đây. Vâng ạ. Anh đi nhá. Alo, cậu theo dõi hai người họ và chụp ảnh lại cho tôi. Hôm trước làm em sợ hết hồn đấy. Không sao đâu, anh đã nói rồi mà. Chỉ cần anh nịnh cô ta vài câu để cô ta quên ngay ấy. Em không biết đâu, anh chỉ được của một mình em thôi đấy. Thôi được rồi, anh chỉ yêu có một mình em thôi. Thôi nào, anh chỉ yêu có một mình em thôi. Mà này, bao giờ anh mới chịu bỏ cô ta để đón em về đấy. Em chán chồng em lắm rồi. Thì em cứ chờ thêm một thời gian đi. Để anh lừa cô ta chuyển hết tài sản cho anh. Rồi anh đuổi cô ta đi, đón em về. Anh hứa đấy nhá. Biết rồi, anh hứa. Mà này, sau ở công ty em phải cẩn thận hơn nhá. Có người thấy mình đi với nhau đang mách lẻo với cô ta rồi đấy. Để cô ta mà biết là chết đấy. Dạ vâng, em nhớ rồi. Mà tí anh đưa em đi mua đồ nhá. Anh vừa đưa tiền cho em hôm qua mà. Thì tiền đấy em tiêu hết rồi. Thôi, tí anh chuyển tiền cho em đi. Thôi được, để xem em chiều anh thế nào đã. Chào chị. Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi? Thưa chị, đây là bằng chứng chồng chị ngoại tình. Được rồi, cậu làm tốt lắm. Cậu về đi, tôi chuyển khoản cho cậu rồi đấy. Vâng, vậy em xin phép ạ. Xem tôi có quà gì tặng cho hai người đây. Sẽ vui lắm đấy.
Alo. Cậu qua cà phê VCI, ship cho tôi món đồ. Vợ, anh đi ký hợp đồng về rồi đây. Vâng, chồng về rồi à? Hôm nay vợ có gì mà vui thế? Dĩ nhiên là vui rồi. À mà chồng ơi, em có cái này hay lắm, tặng riêng cho chồng đấy. Cái gì thế vợ? Sao? Ảnh có đẹp không? Giờ này chắc cô nhân tình của anh đang bị chồng của cô ta đánh cho no đòn rồi đấy. Vợ, anh xin lỗi vợ. Vợ tha lỗi cho anh nhá. Anh biết anh sai rồi. Chỉ là anh nhất thời ham của lạ thôi. Chứ anh thề là anh chỉ yêu có mình em thôi. Anh chỉ yêu mình tôi? Anh nói không thấy ngượng mồm à? Đàn ông ai chả phạm sai lầm. Anh mới chỉ sai có một lần thôi. Em tha cho anh nhá. Anh sai anh sẽ sửa mà. Muộn rồi. Có lần một, sẽ có lần hai, lần ba và nhiều lần sau nữa. Tôi đã từng nói với anh, tôi thích người đàn ông bản lĩnh chứ không phải bản năng. Vậy mà, anh lại vì cái bản năng ấy mà quên đi những lời hứa hẹn với tôi. Đơn ly hôn đây, anh ký đi. Tôi đã viết sẵn rồi đấy. Kìa em. Nếu anh không ký, tôi buộc phải đơn phương ly hôn với anh. Tuyệt, anh xin em tha lỗi cho anh đi. Những gì tôi cho anh, tôi cũng có thể lấy lại được. Công ty, nhà và cả xe đều không phải là của anh. Tuyệt. Đổ lăng loàn. Đây là cái gì? Cô ngoại tình để vợ người ta gửi cả tâm thư chửi vào mặt thằng chồng cô à? Anh ơi, em xin anh nghe em giải thích đã. Chuyện không như anh nghĩ đâu. Có phải là tôi chiều cô quá nên cô mới hóa rồi độc đi phải không? Không, anh ơi, anh tha cho em. Vợ làm công ăn lương thì sống sao cho đúng, chứ đừng sống trên chân phá hoại hạnh phúc của nhà người khác như thế. Vợ xếp thân gửi, thương em trà xanh. Mày thấy nhục chưa? Mày đã thấy nhục chưa? Không, không phải tại em, là do hắn ta ép em. Nếu như em không làm theo thì hắn ta sẽ đuổi việc em. Mày lại còn già mồm à? Có ai bị ép mà mặt sung sướng hơn ở như mày không? Tao không cần cái loại vợ như mày. Đi gì đi? Không, anh ơi, anh đừng bỏ em.